Xin chào anh em, hôm nay Lòng Chim Ốm Ít sẽ giới thiệu cho anh em thêm một siêu phẩm lòng vuông nha anh em. Lòng vuông 19 nang, full che già, chạm dây leo, thủ công, kết hợp với lại độ mung sừng, chạm tiền nha anh em. Chạm một đống tiền luôn, một đống tiền mặt hổ phù, cực kỳ đẹp mắt. Đây, em xin xoay sơ cho anh em coi nè. Anh em thấy đây là cái phần tan nè, phần tan lòng. Em quay vậy cho anh em dễ thấy. Cái phần tan lòng á là được làm từ tre già kết hợp với lại cẩn, nguyên một cái khối mung sừng lên và chạm dời tiền. Ở giữa thì có ba chữ phúc lộc thọ nha anh em, phúc lộc thọ, rất là đẹp. Có ngay cả một cái mặt hổ phù ở chính giữa. Cái mặt hổ phù này ngoài cái việc mà để trang trí cho đẹp cho ngầu thì nó còn có tác dụng là làm cái khay rút nha anh em. Cái cửa chốt khay rút nè, anh em chỉ cần nhích nhẹ cái mặt hổ phù lên là anh em có thể đẩy được cái khay rút này ra. Rất là nhẹ nhàng ha. Rất là nhẹ nhàng. Rồi mình đẩy cái mặt hổ phù xuống. Rồi cây cửa kéo lên kéo xuống rất là nhẹ nhàng. Cây cửa thì cũng là chạm đồng tiền luôn, rất là đẹp, một đống tiền cực kỳ đẹp. Mặt thì chân quỳ, còn cái bông gốc là cũng là bông tiền luôn, rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em nhìn kỹ. Em xin xoay qua bên hông. Hiện tại anh em nào quan tâm đến cây lòng vuông 19 nang siêu đẹp như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em thông qua cái website minhongbinh.com hoặc là cái fanpage lòng chim Minh Hồng Bích nha anh em. Hiện tại cái lòng này bên em đang có giá là 3 triệu 7 nha anh em. Một cây lòng quá đẹp như hình. Lấy lòng em sẽ tặng thêm cho anh em một vàng ba cây cầu độ mung. Rất là đẹp. Đây em xin đi vô chi tiết chút xíu nè. Cái đường kính của cái lòng này là rộng 36 nha anh em. 19 nang, rộng 36. Móc của cái lòng này em gắn sẵn một cây móc lục giác chuyền giả cổ, rất là đẹp. Lẩu đồng, nậm vuông, độ mung sừng. Cái nóc thì em làm hơi nhu lên một chút cho nó cách điệu, nhìn cho nó lạ mắt một chút xíu nha anh em. Nó đỡ, nhìn đỡ thô lòng. Đó. Đang nang khích luôn, để cho phù hợp với anh em nào để thi đấu thì nó cũng phần nào che được năng lượng sức mạnh cho mình chiếm. Đây, tất cả các cái vanh anh em nhìn đây là che già, khắc dây leo, thủ công rất là đẹp nha anh em. Đây, dây leo thủ công rất là đẹp, anh em nhìn cái trụ đi. Rất là đẹp, canh nét hơi chậm, che rất là dài nha anh em. Đây, đây là một cái phần bên hông nè anh em. Bờ cửa, bờ cầu cống, viền bi, chạm chữ thọ luôn. Đó, đây là cái phần chân nè anh em. Đó, rất là đẹp nha anh em. Phúc lộc thọ cùng với một đống tiền, vừa giàu có mà còn vừa phúc lộc thọ nữa thì thôi, hết bằng rồi, không còn cái gì bằng nữa rồi. Rồi rất là đẹp nha anh em. Anh em nào quan tâm đến cái lòng này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em thông qua website minhongbinh.com, fanpage lòng chim Minhongbinh nha anh em. Rồi cuối clip em sẽ để cái nút subscribe nhé. Anh nào quan tâm đến lòng chim Minhongbinh hoặc là các mẫu đẹp, mẫu độc thì cứ nhấn vào đăng ký nha. Rồi em up lên liên tục các mẫu đẹp thì anh em sẽ cập nhật nhanh nhất và tham khảo. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại.